Các bài đọc ngày thứ bảy sau Chúa Nhật thứ ba Phục Sinh. Bài đọc 1. Bài trích sách Tông đồ Công vụ chương 9. Trong những ngày ấy, hội thánh được bình an trong khắp miền Judea, Galilea và Samaria, sống trong sự kính sợ Chúa được tổ chức và đầy ơn an ủi của Thánh Thần. Phêrô đi khắp các miền đến với các thánh đang ở Lydia. Ở đó ngài gặp một người tên là Enea, bị bất toại đã liệt giường suốt 8 năm. Phêrô nói với anh ta: "Enea, Chúa Giêsu Kitô chữa anh lành bệnh. Hãy trỗi dậy và dẹp giường đi." Lập tức anh ta đứng lên. Tất cả dân cư ở Lydia và Sarona thấy vậy đều trở lại cùng Chúa. Tại Joppe có một nữ môn đồ tên là Tabitha, nghĩa là sơn dương. Bà làm nhiều việc lành và hay bố thí. Xảy ra trong những ngày ấy, bà lâm bệnh mà chết. Người ta rửa xác bà rồi đặt trên lầu. Vì Lydia ở gần Joppe, các môn đồ nghe tin Phêrô đang ở đó, liền sai hai người đến xin ngài rằng: "Xin ngài hãy mau đến với chúng tôi." Phêrô trỗi dậy đi với họ. Đến nơi, người ta dẫn ngài lên lầu. Tất cả các quả phụ bao quanh ngài khóc nức nở. Chỉ cho ngài xem các áo trong, áo ngoài mà chị sơn dương may cho họ. Phêrô bảo mọi người ra ngoài rồi quỳ gối cầu nguyện và quay mặt về phía thi thể mà nói: "Tabitha, hãy trỗi dậy." Bà liền mở mắt thấy Phêrô và ngồi dậy. Phêrô đưa tay đỡ bà đứng dậy, rồi gọi các thánh và các quả phụ đến và chỉ cho thấy bà đã sống lại. Cả thành Joppe hay biết việc ấy, nên nhiều người tin vào Chúa. Phêrô lưu lại Joppe nhiều ngày tại nhà Simon thợ thuộc gia. Đó là lời Chúa. Ta ơn Chúa. Đáp ca Thánh Vịnh 115. Tôi lấy gì dâng lại cho Chúa để đền đáp những điều Ngài ban tặng cho tôi? Tôi lấy gì dâng lại cho Chúa để đền đáp những điều Ngài ban tặng cho tôi? Tôi lấy gì dâng lại cho Chúa để đền đáp những điều Ngài ban tặng cho tôi? Tôi sẽ lành chén kiêu độ và tôi sẽ kêu cầu danh Chúa. Tôi lấy gì dâng lại cho Chúa để đền đáp những điều Ngài ban tặng cho tôi? Tôi sẽ giữ trọn lời khấn xin cùng Chúa trước mặt toàn thể dân Ngài. Trước mặt Chúa thật là quy hoa cái chết của những bậc thánh nhân Ngài. Tôi lấy gì dâng lại cho Chúa để đền đáp những điều Ngài ban tặng cho tôi? Ôi lạy Chúa, tôi là tôi tớ Chúa, tôi là tôi tớ Ngài, con trai của nữ tỳ Ngài. Ngài đã bẻ gãy xiềng xích cho tôi. Tôi sẽ hiến dâng Chúa lời ca ngợi làm sinh lễ, và tôi sẽ kêu cầu danh Chúa. Tôi lấy gì dâng lại cho Chúa để đền đáp những điều Ngài ban tặng cho tôi? Alleluia! 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 Matthew 28. Các con hãy đi giảng dạy muôn dân. Thầy sẽ ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế.
Alleluia, Alleluia, Alleluia. Phúc âm. Bài trích phúc âm theo Thánh Gioan chương 6. Khi ấy, có nhiều môn đệ của Chúa Giêsu nói rằng: Lời này chói tai quá, ai nghe được? Tự biết rằng các môn đệ đang lẩm bẩm về chuyện ấy, Chúa Giêsu nói với họ: Điều đó làm các ngươi khó chịu ư? Vậy nếu các ngươi thấy Con Người lên nơi đã ở trước thì sao? Chính thần trí mới làm cho sống, chứ xác thịt nào có ích gì. Nhưng lời ta nói với các ngươi là thần trí và là sự sống. Nhưng trong các ngươi có một số không tin, vì từ đầu Chúa Giêsu đã biết ai là những kẻ không tin và kẻ nào sẽ nộp người. Và người nói: Bởi đó, ta bảo các ngươi rằng không ai có thể đến với ta nếu không được cha ta ban cho. Từ bấy giờ có nhiều môn đệ rút lui không còn theo người nữa. Chúa Giêsu liền nói với nhóm 12 rằng: Cả chúng con có muốn bỏ đi không? Simon Phêrô thưa người: Lạy thầy, chúng con sẽ đi theo ai? Thầy mới có những lời ban sự sống đời đời. Phần chúng con tin và chúng con biết rằng thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.